Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin tội hình sự nào có thể đe dọa trong vụ tranh chấp VinFast với Google TV. Bị VinFast đem ngáo ộp công an ra đòi làm việc chỉ vì dám công khai 10 lỗi lớn nhỏ của chiếc xe Lux A2.0 mà ông đã mua của VinFast với giá lên tới 1,1 tỷ đồng và mới chỉ chạy được có 8.000 km. Ông Trần Văn Hoàng, chủ kênh YouTube Google TV, vào hôm 5 tháng 5 năm 2021, lần đầu tiên lên tiếng sau vụ VinFast tố khách hàng đưa ra công an. Trên video mới nhất, ông cho hay đã nhờ luật sư Lê Ngọc Luân để bảo vệ mình, đồng thời khẳng định các buổi làm việc với công an sẽ có luật sư đi cùng. Đây là hình ảnh ông Trần Văn Hoàn bên trái đang trình bày sự việc với luật sư Lê Ngọc Luân ở giữa tại văn phòng luật sư. Cuối đoạn clip, chủ kênh YouTube Google TV cũng chia sẻ mong muốn sự việc sẽ kết thúc sớm nhất như có thể. Trong khi đó, đại diện bên VinFast nói rằng cực chẳng đã chúng tôi mới phải viện đến biện pháp pháp luật và cho rằng chủ kênh Google TV đã nói sai sự thật. Mạng xã hội tỏ thái độ bức xúc vì khách hàng không được tôn trọng như thượng đế. Ngược lại, người bán hàng cậy nhờ thế lực và công an để đe dọa khách hàng. Chuyện ngược đời có lẽ chỉ xảy ra ở Việt Nam, nơi mà thể chế độc tài còn duy trì và các ông lớn đại gia như Vingroup là biểu tượng của thao túng lợi ích nhóm cùng những dự án béo bở có lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng và người dân thì bị gạt ra ngoài lề. Một số người quan sát cho biết Google TV đã chịu áp lực mạnh từ những người can thiệp vào VinFast ép buộc phải xóa clip và ký vào một biên bản. Tuy nhiên, phía Google TV chỉ tạm xóa clip chứ không ký biên bản và tiếp theo đó là những biểu hiện đe dọa của VinFast khi dùng thế lực công an để mời làm việc. Câu hỏi mà công luận đặt ra là tại sao VinFast lại không sử dụng quyền khởi kiện dân sự mà lại dùng thế lực của công an như một con ngáo ộp để đe dọa khách hàng của mình. Phải chăng ông Phạm Nhật Vượng có mối quan hệ rất bí ẩn với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm? Câu hỏi được đặt ra. Ranh giới giữa lĩnh vực và hình sự, dân sự đã khiến cho VinFast tố cáo lên công an thay vì dùng tòa dân sự thông thường. Phải chăng VinFast cố ý khách hàng của mình đã vi phạm luật hình sự? Ví dụ như tội vu khống thay vì khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại trong kinh doanh vì hành vi vượt quá chiêu thức khiếu nại thông thường khác, vân vân. Phải chăng là VinFast có quyền thế đại gia, có thể điều khiển công an, điều khiển pháp luật và có thể tống người khiếu nại đi tù như cách mà công ty Tân Hiệp Phát đã làm khi bị khách hàng công bố phát hiện ra một con ruồi chết trong chai nước ngọt Nam Bộ Ăn vào hồi năm 2015. Một vụ án khiến dư luận vẫn còn ám ảnh về sự thắng lợi của doanh nghiệp lớn và sự thua thiệt của cá nhân nhỏ bé. Vào đầu tháng 1 năm 2021, mình có mua một chiếc xe Lux A2.0 của công ty VinFast. Qua quá trình sử dụng, mình có xảy ra một số vấn đề, một số lỗi với chiếc xe và mình có quay clip lại và sau đó đăng lên kênh YouTube của mình. Đây là hình ảnh trong video gốc ông Trần Văn Hoàng đứng ngay chiếc xe hơi VinFast mà mình sở hữu và bộc bạch nỗi đau khổ về hàng loạt lỗi kỹ thuật mà ông phải chịu đựng trong quá trình sử dụng. Mình đăng vào ngày 26 tháng 4, sau đó ngày 29 tháng 4 mình có làm việc với công ty VinFast với tinh thần thiện chí và cầu tiến. Mình đã đẩy xe của mình từ buổi trưa đến tận buổi chiều tối của ngày 29 tháng 4 và sau đó có một biên bản làm việc không đúng như sự thật trong clip mình quay cho nên mình đã không ký kết. Ông Hoàng đã tiết lộ sự việc xảy ra sau khi đăng ở video clip phàn nàn về lỗi của chiếc xe mà ông đã mua không lâu trước đó. Fanpage chính thức của VinFast ở Việt Nam hôm 2 tháng 5 đăng tải thông báo cho biết đã gửi đơn tố cáo cho công an vì cho rằng hành vi của ông Hoàng là thông tin sai sự thật gây hoang mang cho người dùng và ảnh hưởng tới uy tín của công ty. Nhận thấy đây cũng là mang tính pháp lý rồi, nhưng vì mình chỉ là một bên người tiêu dùng mang thắc mắc với bên bán hàng, bên người sản xuất không nhận được gì cả mà chỉ nhận được cái đơn tố cáo. Cho nên mình cần phải có một người, một tổ chức am hiểu về pháp luật để có thể đứng ra bảo vệ người tiêu dùng và cho mình. Và ông tiếp tục bộc bạch, từ hôm đó đến nay đã có từ 40 đến 50 luật sư gọi điện tới cho mình và cho biết sẽ đồng hành cùng với mình trong sự việc lần này, cũng như là bảo vệ trước đơn tố cáo của công ty VinFast. Nhưng mà bởi vì quá nhiều như vậy cho nên mình chỉ gửi lời cảm ơn đến họ và mình đã trực tiếp đến công ty Good K và nhờ các luật sư ở đây bảo vệ cho mình. Ông Trần Văn Hoàng đã cho biết như thế. Phía luật sư Lê Ngọc Luân cho biết có xem qua video clip của ông Hoàng và cho rằng ông đã thể hiện
cách ứng xử và theo quan điểm của luật sư là rất văn minh và đúng luật. Hãng luật này sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ xe, người tiêu dùng trước đơn tố cáo của VinFast. Trong một clip dài hơn 29 phút, ông Hoàng nói những ngày vui sau khi ông mua xe chỉ có giả 2 tuần, tiếp đến là những chuỗi ngày mệt mỏi. Đây là hình ảnh chiếc xe VinFast Lux A2.0 của ông Trần Văn Hoàng mang biển số 66A139.45. Tính đến nay, mình đã chạy được 8.000 km, mình đi sửa, đi bảo hành 10 lần. Lỗi đầu tiên là lỗi cảm biến áp suất lốp của 4 bánh xe. Lỗi thứ hai là cần gạt nước tự động gạt khi mình để bánh lên và tất cả phím chức năng trên vỏ vô lăng bị vô hiệu hóa. Lỗi thứ ba là về sạc không dây trên xe. Chức năng sạc không dây coi như bỏ. Lỗi thứ tư là chức năng kiểm soát hành trình. Và có lúc xài được, có lúc không xài được. Một loạt lỗi khác ông Hoàng nêu ra cùng video bao gồm những tiếng kêu lạ và trong 4 cánh cửa và sau khi đạp phanh, thỉnh thoảng xuất hiện đèn cảnh báo kiểm tra hộp số, động cơ, tấm, nắp, bình xăng không đóng khít, tiếng gió lọt vào trong xe gây ồn ào do các cửa có vấn đề. Trước đó, trong một tuyên bố gửi đến hãng tin Reuters, đại diện công ty VinFast cho rằng họ có bằng chứng là phàn nàn của ông Hoàng là không bình thường và sẽ làm điều tương tự là đưa ra cơ quan chức năng của Mỹ nếu như gặp trường hợp giống như vậy khi hoạt động tại Hoa Kỳ. Công ty này nói tiếp, không thể vì VinFast luôn coi khách hàng là số 1 thì được tùy tiện tung tin sai sự thật. Ông Hoàng Chí Trung, quyền Tổng Giám đốc Kinh doanh VinFast tuyên bố với báo chí trong nước như vậy. Trong bài phỏng vấn, ông Hoàng Chí Trung cho rằng ông Hoàng chỉ có 5 lần đến sửa lỗi của chiếc xe Lux A2.0 mà ông mua vài tháng trước đó. Trong đó, sau khi video của ông Hoàng đăng tải trên kênh Google TV, thì công ty đã liên hệ và đề nghị đem xe đến giải quyết. Trong đó có hiện tượng phanh kêu là có thật. Tuy nhiên, theo giải thích của đại diện công ty, khi xưởng tháo ra kiểm tra phát hiện do má phanh bẩn, mỡ bò, má phanh đã khô, đĩa phanh không xước do điều kiện hoạt động tự nhiên của xe. Về cơ bản, chiếc xe hoàn toàn không có bất kỳ lỗi kỹ thuật nghiêm trọng nào có thể ảnh hưởng tới xe và sự an toàn của người ngồi trên xe. Đại diện phía VinFast đã khẳng định như vậy. Đây là hình ảnh ông Hoàng Chí Trung, quyền phó tổng giám đốc kinh doanh VinFast. Quay trở lại câu hỏi trước đây, chúng tôi đã đặt ra rằng cơ sở nào khiến VinFast đem công an ra đe dọa khách hàng của mình đến như vậy? Khả năng nào dẫn tới vi phạm hình sự có thể đe dọa sự an toàn pháp lý của ông Trần Văn Hoàng và phía công an có thể làm được gì trong việc gửi giấy mời làm việc hay gửi giấy triệu tập để yêu cầu làm việc theo đơn tố cáo của bên VinFast? Tham khảo ý kiến luật sư, chúng tôi được biết rằng khả năng cao nhất mà bên VinFast và bên công an có thể quy kết ông Trần Văn Hoàng là tội vu khống theo điều 122 Bộ luật hình sự năm 2015. Tội này có khung hình phạt cao nhất có thể đến 7 năm tù. Người nào bịa đặt loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt cho người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Và về dấu hiệu nhận biết có hay không xảy ra tội phạm này là người vi phạm đã bịa đặt loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi lợi ích hợp pháp của người khác. Như vậy thì phía VinFast và công an chỉ có thể buộc tội ông Trần Văn Hoàng vướng lụy vào vòng điều tra hình sự khi đưa ra bằng chứng rằng ông Trần Văn Hoàng đã bịa đặt và loan truyền những điều mà chính ông Trần Văn Hoàng biết rõ là bịa đặt. Cũng xin lưu ý rằng ở đây có hai luận điểm mà phía VinFast và công an cần chứng minh. Thứ nhất là những luận điểm ông Hoàng đưa ra là bịa đặt. Thứ hai là ông Hoàng nhận biết rõ rằng những luận điểm đó đã được đưa ra là bịa đặt. Đây là hình ảnh thành viên nhóm báo sạch bị bắt chỉ vì dám đưa ra những sự thật mà nhóm lợi ích muốn che giấu, trong đó bốt bẩn chỉ là một ví dụ nhỏ. Trong một góc nhìn đối diện thì chính VinFast cũng có thể là kẻ bị tội vu khống nếu như phía VinFast đang bịa đặt rằng ông Trần Văn Hoàng đã phạm tội để tố cáo với phía công an. Bởi lẽ nội dung điều luật 122 của Bộ luật hình sự còn quy định rằng hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. Có nghĩa là hành vi tố cáo người khác và những căn cứ bịa đặt cũng có khả năng bị truy cứu tội vu khống. Ở một tầm bao quát liên tưởng xa hơn trong những diễn biến thời sự gần đây, và khi nhóm báo sạch vừa bị phía công an bắt giam 4 người chỉ vì dám đưa ra công luận những sự thật mà các ông lớn thuộc nhóm lợi ích không thích đưa ra chút nào. Và với góc liên tưởng này,
thì có thể vẫn dự phòng một tội danh có tính chất mơ hồ mà các ông lớn rất thích dùng, đó là tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, được quy định tại Điều 331 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trước đây, tội này được quy định tại Điều 258. Chính Block Trương Duy Nhất và nhà báo Trương Minh Đức cũng đã từng bị quy kết Điều 258 và bị đi tù nhiều năm. Và Facebook nổi tiếng khác là Lê Nguyễn Hương Trà cũng từng bị giam vì tội danh này. Mặc dù khả năng này không cao, tuy nhiên tội danh này thường đem quy kết cho các hành vi có tính chất báo chí và tự do ngôn luận. Và rõ ràng là ông chủ YouTube Coco TV hiện cũng đang dùng quyền tự do ngôn luận để bảo vệ cho chính mình. Ngược lại, Vingroup là một đại gia có ảnh hưởng đến nhiều thứ quyền lực ngầm tại Việt Nam, cũng không thua gì các doanh nghiệp đang thao túng hệ thống bốt bẩn xuyên Việt mà nhóm Trương Châu Hữu Danh từng dấn thân phơi bày sự thật bẩn thỉu mà họ đang thao túng và hàng ngày, hàng giờ móc túi hàng trăm, hàng nghìn người dân Việt Nam trong cả nước. Việc phơi bày sự thật là hành vi nguy hiểm ở Việt Nam, nơi mà sự dối trá và mị dân là trò chơi phổ biến của hệ thống quyền lực thống trị do Đảng Cộng sản Việt Nam đang độc quyền lãnh đạo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 5 năm 2021 với bản tin tội hình sự nào có thể đe dọa trong vụ tranh chấp VinFast với Google TV. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.